Khi Marcelo với danh nghĩa đội trưởng nâng cao thêm chiếc cúp bạc có kích cỡ hơi nhỏ, nhưng không kém phần ý nghĩa giữa mùa giải của Real Madrid, rất nhiều nhà quan sát trung lập cũng đã nhận ra nhiều điều phi thường. Đó không chỉ là thêm một chiến thắng thuyết phục nữa của Los Blancos trước một Athletic Bilbao không hề dễ chơi ở siêu cúp Tây Ban Nha, mà còn là việc Luka Modric thể hiện đẳng cấp để giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận ở tuổi 36. Hay nói chung là việc bộ ba tiền vệ kỳ cựu Modric, Casemiro, Toni Kroos bỏ túi những cái tên trẻ trung hơn nơi tuyến giữa của Bilbao như tiền vệ đang tuổi xuân thì Oyer Aghana chẳng hạn, để giúp Real kiểm soát thế trận trong phần lớn thời gian, tạo điều kiện cho chiến thắng nhẹ nhàng. Cân nhắc lại, cũng đích thân Modric đã ghi bàn mở tỷ số trên sân King Fahad với cú cỡ lỏng chẳng cần nhiều đà ngay cửa bóng cấm. Thế rồi tổng thể, anh được SofaScore chấm 8,1 điểm cả trận. Theo sát ngày sau đó, Casemiro và Toni Kroos cũng lần lượt có số điểm là 7,8 và 7,9. Trong khi điểm số của những tiền vệ bên phía Bilbao chỉ dao động từ 6,5 đến 6,9. Như vậy là một lần nữa, bộ ba tiền vệ kỳ cựu của Real Madrid lại tỏa sáng để góp công giúp đội bóng giành thêm một danh hiệu nữa. Người ít tuổi nhất trong số họ là Casemiro, vẫn đang ở đỉnh cao sự nghiệp ở tuổi 29. Kroos cũng mới 32, nhưng Modric như đã nói đã bước sang tuổi 36 rồi. Thế nên cũng chẳng trách được khi trong suốt 24 giờ qua, nhiều trang báo đã liên tục đăng những bài bình luận để một lần nữa khen ngợi sự xuất chúng của họ, bất chấp sự nhàm chán năm nào cũng lặp lại của đề tài này. Như thể tranh thủ khen trước khi những huy hoàng ấy trôi đi trước sự tàn nhẫn của thời gian. Và cũng trong bài đăng của trang Instagram này chẳng hạn, tranh cãi về bộ ba tiền vệ ấy của Real so với tam tấu nổi tiếng một thời mang tên Xavi, Iniesta, Busquets, ai ngon hơn ai, cũng được dịp trỗi dậy trên bàn cân của dư luận. Thực ra thì đây đã là một tranh cãi xuất hiện từ nhiều năm rồi, thế nên cũng đã đến lúc chúng ta tìm ra đáp án phù hợp cho lời thách đố này rồi nhỉ. Thực ra thì không tam tấu tiền vệ nào hay hơn bộ ba của Real Madrid trong hai thập kỷ vừa qua của thế kỷ 21 luôn. Các cu lê đừng vội nổi giận, tôi trêu các bạn tí thôi vì nói chưa đủ. Đấy là xét ở khía cạnh dựng xây nên bộ ba tiền vệ từ phí chuyển nhượng. Chỉ 13,5 triệu euro, Real có Casemiro từ Sao Paulo, 25 triệu euro là số tiền họ bỏ ra để có Toni Kroos, và thêm 30 triệu euro nữa, Los Blancos chiêu mộ Luka Modric từ Tottenham. Tuy thời gian từng lúc khác nhau, nhưng nhìn chung đó là một mức giá quá hời để Real sở hữu bộ ba tiền vệ đẳng cấp này từ khi họ còn rất trẻ. Họ bắt đầu chơi cùng nhau lần đầu tiên dưới thời Rafa Benitez vào tháng 10 năm 2015, có nghĩa là bắt đầu từ một giai đoạn được xem là thảm họa huấn luyện viên ở sân Bernabeu. Nhưng kết quả vẫn không có đội bóng nào thành công hơn Real Madrid trong 7 năm qua. Kết quả đó có sự đóng góp không nhỏ từ sự hiệu quả của tuyến tiền vệ. Tất nhiên, sự gắn kết cũng như phát huy hết năng lực của từng cá nhân trong tam tấu ở tuyến giữa ấy có công rất lớn từ chất xám huấn luyện viên Zinedine Zidane, người có thời gian gắn bó lâu nhất trên ghế nóng trong giai đoạn ấy. Từ đoạn cuối năm 2015 đến nay, Real đã giành được nhiều danh hiệu lớn nhỏ, trong đó tiêu biểu là 2 lần vô địch La Liga, thêm 3 chiếc cúp bạc Champions League, 3 FIFA Club World Cup, 2 siêu cúp châu Âu và 3 siêu cúp Tây Ban Nha. Không quá khi nói Real Madrid đã san bằng cả châu Âu với 3 lần ngự trị trên đỉnh như thế. Và rồi trong khi Spotlight luôn đổ dồn vào ngôi sao sáng giá nhất giai đoạn là Cristiano Ronaldo, thì như đã nói, hàng tiền vệ của họ có những đóng góp lặng lẽ nhưng cực kỳ quan trọng. Đến khi CR7 ra đi, sức ảnh hưởng của tam tấu ấy trở nên rõ nét hơn và được ca ngợi nhiều hơn. Đó rõ ràng là một bộ ba bù trừ rất tốt cho nhau, để cùng nhau họ tạo ra thế trận áp đảo một cách toàn diện mỗi khi xuất trận, đặc biệt là trong những trận cầu lớn. Trong khi Casemiro có thể được xem là tiền vệ phòng ngự xuất sắc nhất bậc nhất thế giới, thì Kroos và Modric cũng là hai trong số những tiền vệ trung tâm vĩ đại nhất của kỷ nguyên hiện đại. Cầu thủ người Đức có khả năng sắp xếp lối chơi từ phần sâu hơn ở sân nhà mà không tốn nhiều giọt mồ hôi, với tư cách một trong những người chuyền bóng chính xác nhất mà trò chơi từng thấy, lại còn cộng thêm thứ vũ khí sút xa đáng gờm. Còn Modric, bậc thầy kỹ thuật, nhưng cũng là một người vận chuyển bóng nhiều hơn để trở thành một đối tác hoàn hảo cho Kroos. Thậm chí dưới thời của Zidane, từ xuất phát điểm một tiền vệ phòng ngự thuần túy, Casemiro còn rèn giũa khả năng kỹ thuật và cả dứt điểm của mình, để có thời điểm sắm va một vũ khí bí mật giải quyết những trận cầu lớn cho Los Blancos. Mà đỉnh cao là bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1 trong trận chung kết Champions League mùa 2016-2017 trên sân Millennium, đất Cardiff. Mùa giải này, cho dù Modric đã luống tuổi, anh vẫn có đến 22 lần ra sân kể từ đầu mùa, để thường xuyên tái hợp với bộ ba tiền vệ thi triển những màn trình diễn mang phong độ cao. Nói về phía đối diện, trong cùng quãng thời gian 7 năm qua, Barcelona chi rất nhiều tiền cho hàng tiền vệ, nhưng lại không mang đến hiệu quả thực sự. Có thể chỉ đến những thương vụ như Arda Turan, Ivan Rakitic, Andre Gomes, Paulinho, Arturo Vidal, Arturo Melo, Miralem Pjanic hay Frankie de Jong.
Dễ thấy, ngoại trừ 3 trường hợp của Rakitic, De Jong và phần nào đó là Paulinho, thì còn lại đều có thể xem là thất bại. Có nghĩa là về mặt xây dựng trung tuyến từ chợ chuyển nhượng, Barca chắc chắn đã thua kém Real trong thời gian qua. Nhưng bạn đã đoán đúng rồi đấy, đó không phải là phương diện chính xác để so sánh. Bởi vì từ La Masia trong thời kỳ hoàng kim huyền thoại, họ từng tự đào tạo ra một tam tấu tiền vệ đủ sức đặt lên bàn cân với bất kỳ bộ ba nào khác ở tuyến giữa trong mấy chục năm qua. Bởi đơn giản, họ chính là những người nắm giữ chìa khóa của lối chơi tiki-taka chứ danh, làm nên một trong những đội bóng vĩ đại nhất trong lịch sử, bên cạnh tài năng siêu hạng của Lionel Messi. Không thể đong đếm niềm tự hào của các cu lê khi tất cả những tài năng xuất chúng ấy đều xuất phát và trưởng thành từ La Masia. Trong khi Xavi Hernandez và Andres Iniesta là thành viên của đội 1 Barca từ trước đó, thì Busquets chỉ được trao cơ hội và cùng hai đàn anh tạo thành tam tấu tiền vệ từ sau sự ra đi của Yaya Touré, tức là từ năm 2010. Dù khi ấy chỉ mới 22 tuổi, nhưng tài năng của Busquets đã sớm được công nhận bởi chính Pep chứ không ai khác, là người đã đào tạo nên anh trong quãng thời gian gắn bó ở Barca B. Để rồi sau đó, Busquets không mất nhiều thời gian để trở thành tiền vệ xuất sắc nhất thế giới trong một giai đoạn không hề ngắn. Đá lùi hơn so với hai đàn anh, số 5 của Barca đóng vai trò như một mỏ neo, một mấu chốt quan trọng để làm bàn đạp cho Xavi và Iniesta thi triển những đường truyền ăn ý vô song của mình ở tuyến trên. Với dòng chảy mượt mà như một dải lụa, cộng thêm độ đều đặn gần như không thể cắt của các đường truyền, Barca thời điểm ấy trở thành cơn ác mộng khủng khiếp với bất kỳ đối thủ nào trên phương diện kiểm soát trận đấu. Có thể nói tam tấu Busquets, Xavi, Iniesta chính là công cụ huyền thoại dẫn đến thành công rực rỡ ở Camp Nou thập kỷ trước. Bộ ba này thực tế chỉ gắn bó với nhau trong 5 năm, tính đến ngày Xavi giã từ và chuyển sang An Sadd chơi nốt đoạn cuối trong sự nghiệp. Nhưng trong 5 năm ấy, họ cũng đủ sức giành hàng loạt danh hiệu cùng nhau. Có thể chỉ ra 3 chiếc vô địch La Liga, 2 cúp nhà vua Tây Ban Nha, 3 siêu cúp Tây Ban Nha, 2 cúp bạc Champions League, 1 siêu cúp châu Âu hay 1 FIFA Club World Cup. So với bộ ba của Real, số lượng danh hiệu lớn có thể kém cạnh một chút nhỏ thôi. Nhưng nên nhớ, giai đoạn mà tam tấu của Barca chơi cùng nhau chỉ là vỏn vẹn nửa thập kỷ. Ở cái năm 2015 ấy, khi Xavi đang trên đà giã từ Camp Nou ở tuổi 35, tức là trạc tuổi Modric bây giờ, anh vẫn là trụ cột khó có thể thay thế ở tuyến giữa để cùng các đồng đội, đặc biệt là hai đối tác ăn ý ở tuyến giữa, làm nên chiến tích vô địch Champions League, cũng trước mũi một Juventus cũng đầy xuất sắc của Marquinhos, Pirlo và Vidal. Nói thế để thấy đi tìm ra một điểm hơn thua giữa hai bộ ba này là một điều thật khó, ngay cả trong thời điểm mà linh hồn của họ đã bước sang tuổi thế chiều. Như khi bộ ba của Barcelona tượng trưng cho quyền lực nhất trong bóng đá, khi nắm trong tay chìa khóa một trong những tập thể vĩ đại nhất lịch sử, thì bộ ba của Real Madrid lại là biểu tượng cho sự bền bỉ và đẳng cấp, thậm chí là đại diện hoàn hảo cho nét hào hoa, hoàng gia của đội bóng này. Những tranh cãi đã, đang và sẽ còn tiếp tục sau clip này, thậm chí gần như chắc chắn sẽ không có hồi kết. Nhưng có lẽ cách tốt hơn là ngưỡng mộ và tận hưởng vẻ đẹp và sự vĩ đại mới là lối chơi của những con người kiệt xuất ấy mang lại. Bộ ba của Barca đã dừng lại vào năm 2015, nhưng giờ hai người trong số họ đang tiếp nối bằng một cách khác. Với Xavi trong vai bộ não trên băng ghế huấn luyện, còn Busquets là đội trưởng truyền lại tinh thần và sự vĩ đại ngày nào cho các chuyển nhân ở tuyến giữa. Ở phía đối diện, nói gì thì nói, Modric ở tuổi 36 cũng sẽ không còn nhiều thời gian để chơi thứ bóng đá đỉnh cao cùng hai người đồng đội nữa đâu. Hãy cùng nhau tận hưởng thôi.